Thưa quý vị, từ nhiều năm trước, ngành sản xuất công nghiệp của nước ta chủ yếu phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Thế nhưng sau khi đất nước mở cửa, nền kinh tế của chúng ta hội nhập sâu rộng với những nền kinh tế hàng đầu thế giới, nên ngành sản xuất công nghiệp cũng phát triển hơn rất nhiều. Và để minh chứng rõ hơn về việc tự chủ về công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả thương hiệu Đông Á Đo, một doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn Made in Việt Nam. Đông Á Đo là thương hiệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Gia Bảo An, là nhà phân phối hàng đầu về nhôm thanh định hình, phụ kiện cửa, nhôm kính với bề dày 20 năm xây dựng và phát triển. Với các sản phẩm chính là cửa cuốn khe thoáng, cửa cuốn tấm liền, động cơ cửa cuốn, thương hiệu Đông Á Đo là một trong những doanh nghiệp tiên phong sản xuất và cung cấp hoàn chỉnh bộ sản phẩm cửa cuốn cho gia đình. Sản phẩm Đông Á Đo được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, Đông Á Đo đã đưa ra thị trường các dòng sản phẩm chất lượng cao với tất cả tính năng ưu việt, vượt trội, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú, phù hợp với mọi lĩnh vực công trình, được khách hàng đón nhận, đánh giá cao về chất lượng, dịch vụ, tiện ích và độ an toàn. Doanh nghiệp này luôn chú trọng về công nghệ mới, kết hợp đội ngũ kỹ thuật được đào tạo có chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, vững chắc, ổn định, độ chính xác tuyệt đối và mang lại tính thẩm mỹ cao. Đông Á Đo có một đội ngũ tập thể cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, đoàn kết, nhiệt huyết, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn luôn sáng tạo trong lao động, cải tiến mẫu mã sản phẩm đa dạng phù hợp với mọi công trình như biệt thự, nhà phố, các công trình dự án, kiosk chợ, nhà dân, chúng tôi đều phục vụ mọi phân khúc được. Bên cạnh đó, công ty rất chú trọng đến vấn đề chất lượng, thương hiệu, đặc biệt là uy tín đối với khách hàng. Công ty đã chỉ đạo tất cả các phòng ban kỹ thuật kiểm tra chặt chẽ từng khâu sản xuất, hàng hóa đầu vào đảm bảo phải có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng COCQ rõ ràng theo tiêu chuẩn quốc tế mới đưa vào sản xuất. Luôn chú trọng về công nghệ mới, kết hợp đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm về ngành cửa cuốn, Đông Á Đo đã cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao, độ vững chắc, độ ổn định, độ chính xác tuyệt đối và mang lại tính thẩm mỹ cho từng sản phẩm. Chính vì vậy, Đông Á Đo đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng, chủ dự án, chủ đầu tư công trình. Ngoài ra, Đông Á Đo còn sản xuất theo đơn đặt hàng theo yêu cầu và tiêu chuẩn của từng khách hàng cho những đơn vị chuyên thi công và lắp đặt cửa cuốn. Chúng tôi luôn xác định một cái tiêu chí và cũng lấy đó để làm cho sự phát triển lâu dài của nhà máy, đó chính là làm hài lòng khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó thì nhà máy cũng cam kết sử dụng nguồn nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng được các những đơn vị có uy tín hàng đầu trong và ngoài nước cung cấp. Chính vì vậy mà sản phẩm của chúng tôi khi đến tay người tiêu dùng luôn những là sản phẩm đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Trước sự gia tăng về nhu cầu xây dựng, mức độ đô thị hóa ngày càng cao thì thị trường ngành hàng nhôm thanh định hình, phụ kiện cửa, nhôm kính, cửa cuốn sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Lấy chất lượng làm uy tín và chính là sự phát triển của thương hiệu, Đông Á Đo cam kết sử dụng vật liệu có chất lượng cao, ổn định, được cung cấp bởi các đơn vị có uy tín hàng đầu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đông Á Đo luôn đề cao kiểm soát quy trình sản xuất, lắp đặt nhằm mang đến cho người sử dụng sản phẩm an tâm nhất. Nắm bắt cơ hội đó, Đông Á Đo đang hệ thống hóa và chuyên nghiệp hóa từ khâu sản xuất đến phân phối với việc phát triển quy mô, đáp ứng được số lượng đơn hàng lớn, phát triển đại lý chính thức tại các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khắp các tỉnh thành trên cả nước, qua đó khẳng định vị thế của thương hiệu doanh nghiệp Việt trong ngành cửa cuốn.